Nhóm người phượt thủ 28 người đi Cà Mau đã gây bức xúc khi có lời lẽ không đúng với bà chủ quán nước đã gần 70 tuổi ở Cà Mau. Các thành viên trong nhóm phượt đã đăng bài tố quán nước chặt chém, bị hét giá 50.000 đồng cho một chiếc võng và 175.000 đồng tiền nước uống. Sau khi nhận sự chỉ trích gay gắt từ nhiều phía, đại diện của nhóm phượt thủ đã gọi điện để xin lỗi và hứa sẽ cùng nhau xuống giúp bà để treo tấm biển quán mà bà vì sợ hãi nên đã hạ xuống. Đến dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, cộng đồng mạng lại dậy sóng với hình ảnh một nhóm phượt thủ dừng xe trải bạt ngủ ngay trên đèo Tà Pao nối Bình Thuận với Đà Lạt. Hành động của nhóm phượt thủ không chỉ gây bức xúc cho nhiều người mà họ còn nhận vô vàn những lời miệt thị từ cộng đồng mạng bởi hành động thách thức thần chết của mình. Hành vi của nhóm phượt thủ trên đã gây cản trở giao thông bởi họ đã nằm hẳn ra đường. Hơn thế nữa thì việc các nam nữ thanh niên yên tâm nằm luôn giữa đường rất có thể là nguyên nhân xảy đến tai nạn khi có chiếc xe nào đó khuất tầm nhìn và phóng nhanh vì cho rằng đường vắng vẻ và đang vào cua với tốc độ lớn. Và hình ảnh những đoàn phượt thủ rú còi, kéo ra ầm ĩ trên đường, ngang nhiên phá hoại cảnh quan và rác thải bừa bãi, vi phạm luật an toàn giao thông, thậm chí có những lời lẽ không hay với người dân địa phương không còn là chuyện quá xa lạ. Trong mùa bướm tại vườn rừng Cúc Phương vừa qua thì có một đoạn clip được đăng tải có thành viên tên là SH trong một group về phượt ngay lập tức đã gây sự chú ý vì hành động cả đoàn hú hét và lao vào đàn bướm đang đậu để trên đường để chụp hình. Trong tháng 3 2018, câu chuyện hai cô gái gây chú ý khi quay clip vô tư ăn nhau trên giàn rồi quay lại tố chủ vườn Ninh Thuận chặt chém khiến nhiều người bức xúc. Đến cuối tháng 5 sau khi đăng tải clip khoe chiến tích ăn mận tại thung lũng mận Nà Ca, xã Tân Lập, Mộc Châu, nữ phượt thủ có nickname TD ở Vĩnh Phúc một lần nữa làm dậy sóng cộng đồng mạng vì có hành động lãng phí theo nhiều người nhận xét là vô ý thức. Ngay cả vấn đề xả rác tại các điểm du lịch trên đỉnh núi mà đa phần là những tụ điểm dành cho dân phượt cũng là vấn đề xảy ra liên tục. Tình trạng rác thải tràn lan trên đỉnh Bà Đen, Tây Ninh là một ví dụ khá điển hình. Nhiều người chia sẻ hình ảnh các nhóm phượt với lời nhắn nhủ các nhóm leo núi nếu mang theo đồ ăn, thức uống thì đừng quên là mang theo rác xuống núi, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Rác trên núi đa phần đều là thức ăn thừa, chai nước, lon bia hay là túi ni lông. Có thật là có quá câu chuyện kém đẹp mà khi đi phượt người ta lại nhắc tới, để rồi những cái xấu lại lấn át cái đẹp, để rồi những câu chuyện của các phượt thủ bù lội xương gió để giúp các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa nhanh chóng bị lãng quên. Thay vào đó là sự ngán ngẩm, những cái lắc đầu cho một thế hệ bất chấp tự nhiên và bất chấp cả tính mạng an toàn của mình để đăng hình Facebook để thể hiện cái tôi của chính mình.